Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2021. Ở chỗ này tôi có hai chậu già hạc Hòa Bình Lâm Khuê Phúc. Hôm trước thì đã nở hoa rồi. Bây giờ mầm cũng khá là đẹp và có một số những cái ki. Tôi quyết định là sẽ cắt thân già ra để ươm ki và trồng lại những cái ki đã có rễ. Bên cạnh đấy thì ở giàn dưới cũng có một số chậu Lâm Khuê Phúc, thì nhân thể tôi sẽ làm một lượt luôn. Tôi vừa mới thay lại cái móc mới cứng hơn, dài hơn để chờ đợi cái cây nó sẽ dài lên và tôi chống cho cái giả hành nó đứng lên. Bên này thì tôi tách ra được mấy cái ki ở đây và thân già. Bây giờ cái chậu này tôi sẽ xả thật là nhiều nước để cho nó trôi đi cái Ben 01 cũ và cái 20-10-10 cũ đã hết chất dinh dưỡng. Tôi đã xả hết cái bếp và những cái giá thể mục mủn ở bên trên và bên trong chậu ra khỏi cái chậu này rồi các bạn ạ. Nó lộ ra được một cái bộ rễ rất là sạch và rất là đẹp. Nước chảy ra trong veo như vậy là được các bạn. Tôi phát hiện ra là sau mỗi một lần mà mình xả để xả muối giá thể, muối nó đọng ở trong giá thể đấy các bạn, và xả những cái bếp thì cái bộ rễ nó thông thoáng và nó dễ nó hô hấp được rất là tốt, đồng thời là sau này nó hút được chất dinh dưỡng rất là dễ dàng và hiệu quả, cây nó lên rất là khác các bạn ạ. Cái này là 20-10-10, tôi sẽ cho vào đây một chút xíu. Khoảng 20 viên. 3 tháng nữa tôi sẽ bón thêm 20-10-10 một lần. Mấy ngày nữa tôi sẽ cho vào đây thêm một ít Ben 01 của Hùng Nguyễn là xong. Ở dưới này là một số những cái ki mà tôi đã tách ra và trồng cách đây 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Tiếp theo tôi sẽ triển khai để cắt thêm những cái thân già và những cái ki của cái lô già hạc Hòa Bình Lâm Khuê Phúc. Ngày trước thì tôi lấy được một ít ki ở ngoài chỗ của anh Vũ Tuấn Anh ở gần sân bay Nội Bài, Hà Nội. Vườn lan Lâm Khuê Phúc. Sau 1 năm trồng thì ngày hôm nay nó cũng khá là dài. Và cây cũng lực lắm. Ki cũng nhiều. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. 11 ki và một số những cái thân già. Như vậy lại có thêm được vài chậu nữa các bạn ạ. Kích cỡ của cái viên vỏ thông này là 18-30 mm. Vỏ thông Nujita.
Các bạn nên ngâm vỏ thông trước khoảng tầm 6 tiếng đến 12 tiếng hoặc là một ngày luôn, sau đó rửa lại thật sạch rồi mình dùng luôn. Phải cẩn thận xếp từng viên vỏ thông để không làm tổn thương cái đầu rễ. Nếu mà tổn thương cái đầu rễ thì cái rễ nó sẽ bị thun lại và nó làm cây nó bị chột. Sau khi mà xếp được xong như vậy rồi thì chúng ta sẽ cho vào trong này một chút cái sơ dừa bột để giữ ẩm cái rễ, không cho cái rễ nó bị khô đi. Cái này cũng phải tỉ mỉ một chút các bạn ạ. Nếu mà mình làm nó thô bạo quá thì cái ki nó sẽ chột mất. Ki mà bị chột mất thì coi như là mất một mùa, mất một vụ, chậm mất một vụ. Khoảng 10 ngày nữa, cái rễ nó đã quen với lại cái giá thể và quen với cái chậu. Tôi sẽ bón vào trong này là cái phân thông minh tan chậm 20-10-10. Thời gian qua có nhiều bạn hỏi tôi là sao mà rễ của ki nó lại cứ ra xong lại thụt vào, sau đó lại ra lại thụt vào. Thì do là cái rễ nó bị hở lên, tiếp xúc trực tiếp với không khí nóng khô hoặc là tiếp xúc trực tiếp với lại cái viên phân, hoặc là mình phun phân, phun thuốc trực tiếp lên cái đầu rễ thì rễ nó sẽ bị thui mất. Thành ra là mình lấp được như vậy là cái rễ nó được đảm bảo, nó được bảo vệ rất là kỹ. Ngày trước tôi cũng bị nhiều cái sai lầm như vậy đấy các bạn. Sau này tôi mới rút ra được cái bài học kinh nghiệm. Bây giờ thì mình sẽ mang đi tưới thật là đẫm, siêu đẫm luôn. Như vậy là đã xong. Đó, cái này là thành quả của việc trồng ki sau 2 năm. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái chậu này với các bạn, để các bạn có thêm cái động lực chăm ki và không có bị nản khi mà chăm ki. Thì trước khi mà nói về kỹ thuật, chúng ta sẽ nhìn thành quả trước ạ. Hai này, găng tay của tôi thì hơn 20 cm một chút, cứ tính 20 thôi. 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, khoảng 130 cm, 1m3 đó. Hai chậu này đều là cỡ độ 1m3 hết các bạn nhé. Giả hành nó to bằng cỡ độ ngón tay này. Đó, đây, to ngón tay này, rất là bự nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là tôi lúc đầu là tôi trồng từ cái ki thôi. Đây, ki này. Ki này thì chỉ dài khoảng tầm 17 cm. Đây là cái giả hành mẹ nhé. Đây, còn đây, giả hành mẹ một khúc này. Cái khúc giả hành mẹ nó còn nhỏ hơn cả viên nén dinh dưỡng Ben 01 đây. Giả hành mẹ này đẻ ra là một cái ki dài 17 cm. Cái ki này tôi trồng vào trong một cái chậu như vậy, chậu nhỏ này, nó đẻ ra được 2 cây. Hai cây này thì bây giờ chúng ta cùng dò xem đến nó đến đâu nhé các bạn. Này, đi lên này, lên này, lên này, này, đó, đây, đây, đó, đây nhá, cây này này và cây này. Đi lên này. Đấy, 1,5 năm mới thắt ngọn. Nghĩa là nó nối ngọn, đua ngọn đấy. Hai ngạ gọi là 2 năm không thắt ngọn đấy.
Sau đó thì từ hai cái cây này, cây này và cây này. Đây nhá. Cái cây này nó đẻ ra được hai cây. Cây này này đẻ hai cây này. Hai cây đang có lá từ gốc đây ạ. Đi lên này. Đấy, bây giờ nó dài khoảng tầm gần 1 mét rồi. Vẫn đang đua ngọn. Còn cây bên kia thì đẻ ra hai cây này, đây, hai thằng này đây. Đua ngọn này. Đó. Rất là lực. Như vậy thì từ 1 đẻ ra 2, từ 2 đẻ ra 4, nghĩa là cái chậu này bây giờ nó có tổng cộng là 7 cây. Thì lúc đầu mình trồng nhá. Sau 1 năm này, 1 năm. Lúc đầu mình trồng mấy tháng này, sau 1 năm này. Sau đó nó đẻ ra hai cây này, thì hai cây này bây giờ được 8 tháng rồi. Như vậy là gần 2 năm. Để được một cái chậu như vậy, từ một cái khúc. Một cái khúc mà thân già ra một cái ki nhỏ nhỏ. Rồi, chậu bên này. Chậu bên này là một cái khúc thân già này. Ủa, con sâu gióm này. Sâu gióm này là bướm nó vào đây nó đẻ trứng. Ấy. Nó nở ra, đây nhá. Sâu gióm nó ăn rễ và ăn lá nhé các bạn. Đây. Khúc thân già nhé. Đây. Cái khúc này dài khoảng 7 cm, 7 cm đây. Thì khúc thân già này ấy, tôi ươm ra được một cái ki đây, đây này. Đây nhá, đây. Ki này khoảng tầm 16 17 cm. Thì ki này ấy, nó cũng đẻ ra hai cây là cây này hai cây này, đây. Đây này, cây này này. Và cây này. Hai cây này thì đây. Nó mọc này, đây tôi dòng lên đây dần đưa lên đây cho các bạn xem này, đây này, nó này. Đó, rất là to nhé, dài. Lên đến đây. Mới thắt ngọn. Đây, mới thắt ngọn. Là hai cây. Thì hai cái cây đấy nó lại đẻ ra hai cây. Đây, cây này. Đây này, các bạn xem nhé. Cây mẹ này. Đẻ ra hai cái con này, một, hai này. Đấy, bên này cũng vậy. Cây mẹ này. Cây mẹ đây ạ. Để ra cây này. Và cây này là để ra hai cây. Thì bây giờ bọn này nó cũng đang đua ngọn đây, vẫn còn là ngọn này. Đấy, thì ở đây ấy, lúc đầu tôi cũng trồng bằng một cái chậu với giá thể là vỏ thông vụn nhá. Đây các bạn. Tôi có bón cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01 của Hùng Nguyễn và phân thông minh tan chậm 20-10-10 thôi. Và không có phun gì cả đâu. Thực ra nếu các bạn có điều kiện, các bạn có thể pha chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1 với Cambi của Nhật để các bạn phun. Cũng rất là hiệu quả nha các bạn. Phun cứ khoảng 5 ngày phun một lần. Cứ pha như trên bao bì là được. Cambi của Nhật thì mình chỉ phun 1 tháng 1 lần đến 2 lần thôi. Đừng có phun nhiều quá. Chế phẩm Hùng Nguyễn thì phun khoảng 5 lần cho nó ra được đủ bộ rễ rồi không cần phun nữa. Thì chỉ khoảng tầm 2 năm chúng ta sẽ có một chậu như vậy. Lúc đầu trồng chậu nhỏ thôi các bạn ạ. Sau đó thì mình sẽ sang chậu lớn. Đấy. Thì vốn ban đầu bỏ ra một cái ki như thế nó chỉ khoảng tầm 200.000 thôi. Cây đó là cây tre in lập các bạn. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Một cái ki vốn bỏ ra 200.000 cộng với lại phân giá thể công thêm 100 nữa. Thì một chậu vốn bỏ ra là 300.000. Bây giờ một chậu nó ra được 7 cây như vậy, trừ bỏ cây mẹ ban đầu đi, tính 6 cây thôi. 6 cây mà mỗi cây là một cây dài thì 1m3. Cây ngắn thì 50 cm đang đua ngọn. Tính cao bằng trung bình là 1m thôi. Như vậy 6 cây là 6m. 6m thì mình tính ví dụ như bây giờ tính giá trung bình phọt phẹt thôi. 1 cộng 1m. Tại vì bây giờ người ta vẫn bán một cái ki khoảng tầm 10 cm là 100. Một cái ki khoảng 10 cm là 100. Thì 1 mét bây giờ mình tính khoảng tầm 700 thôi. 700 mà nhân cho 6 cây. 6742 là 4 triệu 2. Hữu Nghị bớt thêm 200.000 nữa là 4 triệu
4 triệu trừ đi 300.000 tiền vốn là còn 3 triệu 7 tiền lời sau 2 năm. Đó. Đấy là mình tính cua ở trong lỗ nha các bạn. Còn cái chuyện có bán được hay không ấy thì chưa biết nha. Có người thì bán được, có người thì không. Đấy, sẽ có người nói rằng ui dồi ôi, trồng nhiều như thế này thì mang đi cho bò nó ăn nó chứ bán gì, ai chơi. Bỏ ra 4 triệu để mà mua một cái chậu lan để về mà chơi thì ai mà chơi. Vâng. Thường thì những người không có tiền sẽ nói thế. Hoặc là người nghèo sẽ nói thế. Ngày xưa tôi cũng nói thế. Nhưng sau này tôi thấy là không phải đâu. Xã hội rất nhiều người giàu và rất là nhiều người máu chơi. Bỏ ra 4-5 triệu hay 4-50 triệu để chơi một cái chậu lan là chuyện bình thường. Chẳng có cái gì ghê gớm cả. Tại vì ngay như bản thân của tôi bây giờ cũng vậy thôi. Tôi có thể bỏ ra được 20 triệu để tôi mua một chậu lan về tôi chơi mà. Không có bán nha. Mua về để chơi thôi đó. Đấy, hàng hiếm chẳng hạn, ví dụ thế. Và thậm chí là có những cái chậu lan người ta trả tôi mười mấy, 20 triệu, tôi còn chẳng thèm bán. Thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái tầm của người viết cái bình luận và cái tầm của cái người suy nghĩ và xem clip. Dĩ nhiên mỗi người có một suy nghĩ. Tôi cũng đã đi lên từ hai bàn tay trắng, từ cái tầm một tháng kiếm 5 triệu. Cái người mà một tháng kiếm 5 triệu sẽ suy nghĩ khác nha các bạn. Kiếm được 20 triệu một tháng sẽ nghĩ khác. Và đến lúc mà kiếm được 100 triệu một tháng thì sẽ nghĩ khác nha. Nếu mà kiếm 100 triệu một tháng mà bỏ ra 10 triệu để mua mỹ phẩm cho vợ, cho người yêu ấy, thì chuyện đấy nó không có khó đâu các bạn. Nó đơn giản lắm. Chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà kiếm 20 triệu một tháng thì chắc chắn là bỏ ra 10 triệu để mà mua mỹ phẩm cho người yêu thì tôi nghĩ là nó sẽ khác. Cái tư duy và cái suy nghĩ nó sẽ khác. Và cái thái độ nó sẽ khác. Thì cái này ấy, là phải trải qua mới ngộ được. Không trải qua không ngộ được đâu ạ. Còn viết bình luận cào phím thì ai cũng viết được. Chỉ cần bỏ ra 2 triệu mua một cái smartphone thôi. Đăng nhập là một cái tên gì đấy. Thì bạn chỉ cần một tháng bạn kiếm 3 triệu ấy, bạn ngồi bạn chửi một người kiếm một tháng 1 tỷ vẫn chửi được. Nhưng khi đi ra ngoài đường mà gặp người ta sợ coi như là cũng tè ra quần luôn. Còn không dám nói luôn ý. Chứ đừng nói gì đến chuyện chửi. Thì cái này là anh hùng bàn phím thì không chấp rồi. Miễn bàn. Thì tôi nói lan man bên ngoài một chút như vậy. Để tôi giới thiệu các bạn thêm một số chậu tôi ươm kỳ mà khá là thành công. Mùa thu rồi các bạn ạ. Cây nó sẽ xuống lá, nó vàng lá để nó đi ngủ, để ra hoa. Ví dụ như đây này. Sẽ có một số người ấy, mới chơi ấy, nhìn vào clip bảo úi sổi mẹ cái ông Hà này, hay cái thằng này, nói thì hay lắm mà dàn thì vàng quạch, chăm lan chẳng đạt gì cả. À, lan sắp chết đến nơi rồi mà còn nổ xạo 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 xạo. Thì chịu thôi. Thua. Chịu. Đấy. Ngày xưa khi mà cách đây khoảng 5-7 năm ấy, thì tôi còn cự lại. Lúc đấy tôi nóng tính lắm. Nhận thức thì còn kém. Cho nên gặp những cái tình huống mà nó oái oăm, mà nó trái khoáy như thế, trái ý một cái là tôi cự lại ngay. Đấy, có khi tôi viết bình luận rất là sóc óc luôn. Tôi sẽ viết là ôi giời, mẹ không mở mồm ra thì người ta còn không biết là ông là người thế nào. Chứ ông mở mồm ra một phát là người ta biết ông là người ngu rồi. Đấy. Hoặc là ví dụ như là không nói chuyện thì đâu ai bảo bạn câm. Đấy, thành ra là ngày đó thì nó gà lắm. Ngày đó thì còn trẻ. Ngày đó còn non và xanh. Bây giờ thì cũng chưa chín đâu. Nhưng mà không như ngày xưa nữa, khác rồi. Giờ khác rồi các bạn. Tôi không có ý kỳ thị đâu. Tại vì ngày xưa tôi cũng phọt phẹt lắm. Gọi là nói thẳng ra là cùi bắp. Chẳng hiểu gì nhưng mà rất là thích tỏ ra mình nguy hiểm. Càng ngày càng bị ăn chửi nhiều, càng ăn hành nhiều, rồi ngộ ra được nhiều điều,
thì tôi đã thấy được một cái điều là mình dở không có nghĩa là tất cả mọi người đều dở như mình, và không phải ai cũng dở như mình, và mình không làm được không có nghĩa là người khác làm không được. Đấy, thế là càng ngày càng trầm tính hơn, càng ngày càng ít nói hơn. Đây đây là một cái chậu mà ươm kỳ này các bạn, đây nhá, thân già này. Lúc đầu ấy là ươm không đạt đâu, đây kỳ này, kỳ năm nhất nhá, thì ươm không đạt cho nên là kỳ năm nhất nó thắt ngọn sớm nên tôi mới kích cho đẻ nối, đẻ ra khúc này. Thì hôm trước khúc này nó dài lắm, tôi cắt rồi, cắt để đi ươm rồi. Thì cái khúc này ấy, cái cây này này, nó đẻ ra hai cây này. Thì hai cái này bây giờ nó cũng này, hai này, bốn này, sáu này, tám, 90 cm, cây này 90 cm này. Đấy, còn cây này, cây tỏ đằng sau này thì nó phải 1 mét, cây này 1 mét này. Đấy, cây này cũng 1 mét này. Già rồi, cây nó già rồi, chuẩn bị xuống lá để ra hoa đấy. Lá vàng này các bạn, thắt ngọn hết rồi. Đó. Thế thì cái kỹ thuật này của tôi ươm kỳ khá là hiệu quả các bạn nha. Các bạn cứ yên tâm mà áp dụng theo. Trồng kỳ cũng vậy, cứ yên tâm mà triển đi. Tôi thậm chí tôi trồng bằng cái chậu này này, có cái lỗ nào ở trên đâu. Có nhiều người bảo chứ, trồng như thế nó thối mất. Nó thối đâu. Các bạn biết không, cái cây to như này này, đắt phết đấy. Đây nhá, cây mà phi 21, 22 như vậy này. Rồi bản lá này 5 cm rưỡi, 6 cm này. Bản lá to nhá, bản lá 5 cm rưỡi này, phi này. Hoa lại rất là đẹp nhá, cây này hoa cực đẹp luôn, hoa rất là to luôn. Hoa to phải bằng bàn tay luôn á, nó phải cỡ này này. Nghĩa là đo hai sải cánh nó phải được 12 đến 13 cm. Hôm trước tôi quay mấy cái clip về cái hoa của cái cây này rồi đó. Đấy, mình không có phét đâu mà có clip trên mạng rồi, các bạn tìm các bạn sẽ thấy. Thì một cái chậu như này, một cái cây to như này, nó cả triệu đấy các bạn. Thì một cái chậu như này món đoán ra phọt phẹt cũng phải được hơn 3 triệu. Còn nếu mà bán hữu nghị thì 3 triệu. Đâu có ai đùa với 3 triệu đâu. Đấy, trồng để mà vứt 3 triệu qua cửa sổ à? Đâu có đâu. Tiền đấy các bạn ạ. Cho nên ấy, tại sao tôi dám bỏ ra số tiền như thế tôi trồng vào đây. Thì các bạn cứ yên tâm mà các bạn triển nhé. Không cần phải lo đâu, cứ yên tâm mà áp dụng theo. Sẽ thành công. Và thành công cũng ổn đấy các bạn ạ. Không phải tôi khoe thành quả để tôi thể hiện cái tôi đâu. Mà tôi chia sẻ thành quả để các bạn nhìn thấy là tôi làm được. Và kỹ thuật này áp dụng sẽ ổn để các bạn triển khai theo. Còn mình chia sẻ rõ là mệt mỏi luôn mà không ai làm theo vì họ hoài nghi. Thế thì chúng ta đang làm mất thời gian của nhau. Đang làm mất thời gian của nhau, đang làm khổ nhau. Và như vậy thì tôi phải chịu một cái nghiệp rất là lớn. Các bạn biết không ạ, một cái clip 10.000 người coi chẳng hạn, là clip ít nhất là 10.000 người coi. Còn lại trung bình thì 20.000 đến 50.000 người coi một clip của tôi. Mà một clip nó dài nửa tiếng mà không áp dụng được cái gì, thì các bạn nghĩ xem 10.000 người coi nhân cho nửa tiếng thì sẽ tiêu tốn của xã hội này bao nhiêu thời gian. Và cái clip lại không được một cái ích gì, thì cái nghiệp quả mà tôi phải nhận được nó dã man kinh khủng khiếp thế nào các bạn. Các bạn thử tưởng tượng các bạn là mất thời gian của hai người thôi nha. Thì các bạn đã bị người ta chửi vào mặt rồi. Còn đây là mất thời gian của 10.000 người thì sống thế nào được. Đấy. Cho nên ý, là trước khi mà tôi làm một cái gì đó là tôi đều phải rất là cẩn trọng. Tại vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi có thể gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Đi lan man như vậy thôi. Thì cũng chúc các bạn có một cái mùa trung thu thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và cả nhà đều khỏe mạnh, bình an.
Tôi rất là mong rằng các bạn sẽ thành công lên, các bạn sẽ giàu lên, bất kỳ ngành gì đều giàu lên, thành công lên. Đừng có nghèo. Các bạn giàu lên thì đất nước được nhờ, gia đình được nhờ và tôi cũng được nhờ nữa. Tại vì á, các bạn có thành công, các bạn có giàu có thì các bạn mới có tiền để các bạn chơi. Chứ nghèo ai chơi? Đó, đây là đồ chơi mà. Đồ chơi mà đồ chơi toàn là 3, 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu này thì bán cho người nghèo thế nào được? Các bạn phải giàu lên. Thì giàu lên thì hứng lên thì lại ủng hộ cho tôi. Đấy. Ví dụ như hôm vừa rồi này tôi bán được 2 chậu này. Đấy. Gần 20. Thế là cũng đủ sống một tháng. Đấy, nếu mà giả sử như một tháng mà có 10 người như thế thì có phải kiếm 200 không ạ? Là ngon lành cành đào luôn ý. Thế có phải sướng không? Chứ bây giờ mà toàn những người trong xã hội này toàn những người nghèo thế thì cũng mình cũng không giàu lên được, thật sự là như vậy. Đấy thì thật ra thì tôi cũng hơi ích kỷ một chút như vậy. Nói chung muốn các bạn giàu lên thì cũng có mục đích cả, chứ cũng không phải là gì, không phải thánh. Đấy, rất thẳng thắn với các bạn như vậy để chúng ta cùng nhau hiểu nhau hơn và thông cảm cho nhau cũng như là vui vẻ thoải mái hơn. Chứ cô tôi thấy là có một số bạn cứ thần thánh hóa người quay clip như tôi chẳng hạn, thần thánh hóa quá làm cho tôi cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi lắm. Xin được hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau ạ.